Xin chào thầy, các bác và các anh em. Có một chú em ở Hải Phòng thì trước đây chú mua của em chiếc băng số siêu T5. Và bây giờ thì chú lại muốn mua thêm một cái bộ mic. Thì chú nhờ em chọn và có đề nghị là hát thử để chú nghe. Thì em hát thử mấy chế độ ở trên chiếc băng số siêu T5 để cho chú em là chú có thể là nghe được cái chất âm mà khi mà hát cái bộ mic Zenaka X8 này với lại chiếc băng số siêu T5 xem như thế nào. Thì bây giờ em sẽ hát. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười.
này chế độ số 3 này. 1 2 3 4 5 7 7 8 8 9 10 11 12 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Một chế độ dì vợt nữa nhá. Đây là một chế độ dì vợt 100% này. Chế độ dì vợt. Chế độ số 4 này, chế độ dì vợt này. Để cho không dùng này. Bây giờ hát thử này. Hãy subscribe.
em cũng thử cái bộ mic Zenekar X8 này với chiếc vang CT5 để mà chuẩn bị gửi bộ mic này cho chú em ở Hải Phòng. Chú này trước đây đã mua của em chiếc vang số CT5 và bây giờ thì chú lại thích cái dòng mic Zenekar và nhờ em chọn. Thì em cũng thử hát xem là về cái chất âm giữa Zenekar X8 với lại CT5 xem thế nào.